môn học này, cái lợi lớn nhất là các em sẽ tìm hiểu thêm một phương pháp học mới mà ở Việt Nam chỉ mới có khoảng 16 năm nay đó. Cái thứ hai là các em sẽ hiểu được là cái cách sắp xếp trong cái việc mà mình ngồi học thế nào cho tốt, cái giường mình ngủ thế nào cho tốt. Thì cái phương pháp này gọi là phương pháp địa chính học, tức là Sebuliology. Nó hoàn toàn không giống phong thủy, mà đây là cái phương pháp là cái kiểu này là phong thủy mà của phương Tây, chứ không phải là phong thủy của phương Đông. Và đây là có hai giảng viên phụ với tôi, một là anh Lê Trung Kiên, hai là cô Lê Hải Yến, hai người sẽ nói chuyện trong hôm nay, cái buổi hôm nay mọi người chú ý lắng nghe. Rồi, thế thì hôm nay chúng ta học bài đầu tiên, thì tôi sẽ giới thiệu về cái khái niệm về cái bộ môn cảm xạ, lịch sử của cảm xạ thế giới. Và hiện nay cảm xạ thế giới đang phát triển tới mức nào. Sau đó tới cô Lê Hải Yến, thì cô Lê Hải Yến sẽ giới thiệu phần sau về sự cảm xạ Việt Nam và hiện nay cảm xạ Việt Nam đã phát triển đến đâu. Sau đó thì chúng ta sẽ qua một cái đề tài rất hấp dẫn, đó là định hướng khả năng phát triển con người qua khảo sát hai con cầu nào trái phải. Thì qua cái định hướng này thì chúng ta có thể chọn được một cái nghề nghiệp hoặc một cái công việc mà chúng ta yêu thích. Thì có một cái chiến hạm gọi là bộ tổng hạm NTHQ-10, khi đó che chắn cho những cái tàu còn lại chạy về đất liền. Thì tàu NTHQ-10 đã bị trúng đạn và sau đó mất tích trên biển. Thế lúc này không có bất kỳ một phương tiện mà thông tin liên lạc nào có thể liên lạc với tàu NTHQ-10 và đất liền. Lúc đó là chế độ cũ á, họ cũng không liên lạc được luôn. Lúc này ở trong cái phòng mà gọi là chỉ huy thì có một ông đại tá tên là Võ Xuân, và lúc đó do không còn phương tiện nào thì ông mới dùng cái hải đồ, cái bút chì và một cái con lắc cảm xạ để ông định vị sử dụng cái phương pháp gọi là phương pháp cảm xạ. Và ông định vị ra được rằng cái tàu điện tỏ HQ-10 nó đang bị đắm tại cái điểm A vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 1. Nhưng ông cũng xác định được rằng là các vị chủ đàn đã lên được một cái chiếc thuyền cứu sinh á, và đang trôi dạt về cái hướng Tây Nam. Thế thì lúc này cứ khoảng một ngày thì ông lại xác định lại tọa độ một lần, và bên cái sở chỉ huy họ mới đưa tàu ra cứu. Và liên tục đây là những cái điểm mà ông xác định cho đến ngày 22 tháng 1 vào lúc 18:30 tại điểm M thì trục vớt được 4 bè cứu sinh. Và mọi người nên nhớ rằng chỉ dùng cái bản đồ một con lắc mà ông xác định được, không xài GPS, không xài 3G, không định vị toàn cầu luôn. Và tuy nhiên vẫn còn một cái bè thất lạc. Thì lúc này do là cái bè này là cũng đã trải qua nhiều ngày, cho nên cứ khoảng 2-3 giờ ông lại xác định điện một lần bằng cái phương pháp cảm xạ học. Và cho đến 18:15 ngày 23 tháng 1 thì tìm được cái bè tại điểm G, nhưng mà lúc này không còn ai sống sót và chỉ còn cái bè trôi dạt trên biển mà thôi. Thế đây là một sự kiện gây chấn động không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Tôi còn nhớ các tư liệu ghi lại New York Times thời kỳ đó cũng đang về cái chương trình này. Lúc này mọi người bắt đầu phải hỏi là ông ta đã làm thế nào và bằng cái phương pháp gì và tại sao, và chỉ có dùng một cái bản đồ, cái bút và một cái dụng cụ nhìn nó lạ có thể định vị được cái con tàu đó. Cho nên nếu các em chú ý tập trung học xong môn này là sau này yên tâm là bạn trai mình đi đến chỗ nào mình dán cái bản đồ mình bỏ ra dọn là không phải chạy đâu, quá không cần phải bật bao giờ. Thế thì á, lúc đó người ta mới đặt cái câu hỏi đó, thì ông mới trả lời rằng đó là tôi sử dụng phương pháp gọi là cảm xạ. Cái cảm xạ là gì? Cảm xạ là sự cảm nhận những cái tia bức xạ của vạn vật, vì mỗi vật đều có những cái sóng rung động, những cái trường sóng riêng của nó.
và chúng ta là những cái thiết bị mà rất là tinh tế, chúng ta có thể cảm nhận được cái sóng đó. Và từ cái ngàn xưa người ta đã sử dụng cái phương pháp này để tìm tiền hạt nước ngầm rồi tiền phát sáng lâu rồi à. Và phương pháp gọi là radiesthesy, còn tiếng Anh gọi là Gaussian. Thì những cái từ này, những cái từ khóa này mà các em có thể ghi lại và về chúng ta sẽ Google. Rồi những người đầu tiên mà sử dụng cái phương pháp cảm xạ để đi tìm hạt nước ngầm người ta gọi là Saussure. À, Saussure là những người mà dùng những cái cạch kia liễu á, mà người ta đi tìm cái mạch nước, tìm cái mỏ. Nhưng mà sau này nó đọc chạy ra là Saussure, có nghĩa là gì? Ở đây các em cũng nhiều á, bụi bị. Cho nên mới biết là tại sao Harry Potter cũng xài cái cây liễu rồi này nọ và xuất xứ từ đây nè. Và cái từ cảm xạ là một từ Việt Nam do ông Kim Hoàng Sơn nghĩ ra. Trước đó tôi giới thiệu là tên cũng là radiesthesy. Và sau khi mà thầy Nguyễn Quang Châu đi học bộ môn kỹ năng lượng ở Pháp về thì thầy kết hợp luôn về cái phần năng lượng của chúng đó đổi tên lại thành là năng lượng cảm xạ, hay còn gọi là radiesthesy energetic. Thì đây là cái bộ môn chúng ta đang học. Thế thì tôi xin giới thiệu về cái lịch sử cảm xạ thế giới. Và tôi cũng nói ra là thật sự ra đây là một môn còn mới đối với chúng ta, nhưng mà đối với thế giới thì không có mới. Ví dụ như Mỹ đã áp dụng cái phương pháp cảm xạ này vào trong quân đội cách đây 20 năm trải qua chiến tranh Việt Nam. Thế thì hiện nay những cái nhà huấn luyện cảm xạ trong quân đội có một số họ là nghỉ hưu, và khi mà ra khỏi quân đội họ thành lập những trung tâm để huấn luyện về cảm xạ học. Tuy nhiên khi mà người ta khám phá ra cái kim tự tháp của Ai Cập và khai quật, họ phát hiện những cái bức phù điêu cho thấy là trên 3.000 năm trước công nguyên thì người Ai Cập cổ đại họ cũng đã sử dụng những dụng cụ cảm xạ để tìm vàng cho vua Pharaoh. Và đặc biệt là vua Ngũ Hoàng Đời Thuấn cũng là một cái người rất là nổi tiếng trong cái việc tìm kho báu. Thế thì cái lịch sử cổ đại của Trung Quốc thì nó không có lưu trữ nhiều những cái tư liệu về cảm xạ, chỉ còn lại vài cái tư liệu giới thiệu về vua Ngũ Hoàng Đời Thuấn mà thôi. Nhưng mà cái cảm xạ học đặc biệt phát triển vào cái thế kỷ 16, và người ta hay gọi đó là cái đêm trường Trung Cổ. Ai mà có coi phim nhiều chắc biết, ví dụ như phim Ba Tỉnh 15 thì thời kỳ đó người ta gọi là cái đêm trường Trung Cổ vì nó đánh nhau dữ dội lắm. Và khi đó thì chưa có ngân hàng để gửi tiền, cho nên là các lãnh chúa chỉ có một cách, đó là gì? Các kho báu để chuộc. Sau khi mà chôn kho báu thì sau khi mà đánh nhau thì đương nhiên là phải có đi tìm những cái kho báu chôn đó. Thì những cái nhà cảm xạ của thời kỳ đó chủ yếu là đi tìm những cái kho báu được chôn. Nhưng mà trong lúc tìm kiếm thì họ phát hiện ra được một cái khả năng tốt hơn rất nhiều, đó là phát hiện ra những cái mỏ kim loại quý. Mỏ kim loại thì là gì? Đào hoài, nó không hết, chứ còn kho báu được cái nhiêu đó mà cứ lấy đi lấy lại hoài. Thế thì lúc này các nhà cảm xạ học bắt đầu đổ xô đi khai thác khoáng sản, như mọi người thấy những cái bức tranh vẽ ở đây. Và nó phát triển mạnh mẽ cho đến thế kỷ 17. Đặc biệt thế kỷ 17 có cái đôi vợ chồng rất nổi tiếng, đó là Nam Tước Berzerli. Chỉ với một cái bộ dụng cụ, 7 cái đôi bộ cảm xạ, họ đã tìm cho vua nước Pháp thời kỳ đó là trên 700 những cái mỏ kim loại quý, vàng bạc đồng chỉ kèm. Cảm xạ thế giới ngày nay người ta vẫn còn đang phát triển. Mỹ, một dân quốc gia mà gọi là giàu nhất thế giới, họ có hẳn một cái liên minh cảm xạ trải dài khắp nước Mỹ. Và đặc biệt liên minh cảm xạ này thường xuyên đến các nước thế giới thứ ba để tìm mạch nước ngầm. Vào năm 2012 có một cặp vợ chồng trong liên minh này đã đạt được cái giải thưởng châu Phi, đó là tìm ra nhiều nguồn thực sản nhất cho dân nghèo. Và họ thường xuyên là đến những cái nước này để giúp đỡ. Ở Úc, bác sĩ tiến sĩ Nancy Clark cũng là một cái người khá nổi tiếng trong cái lĩnh vực sử dụng cảm xạ trong nông nghiệp và trong những cái khám phá cái hiện tượng siêu ly cảm xạ. Ở Thái Lan thì dùng nhiều nhất trong quân đội, và họ thường dùng để dầu biển. Tại vì là gì? Dùng có hai cái cây này ngon bổ rẻ và cái sản xuất cũng khá là cao.
và đây là những cái hiện tượng của cái hội nghị về mặt nước ngầm quốc tế vừa qua trải qua rất nhiều thời kỳ. Thế thì những ứng dụng cảm xạ trên thế giới họ đã ứng dụng được những gì, thì tôi giới thiệu sơ khởi một số những ứng dụng cảm xạ học hiện nay đang ứng dụng trên toàn thế giới. Và tôi sẽ xin giới thiệu là cái ứng dụng cảm xạ tại Mỹ. Cảm xạ học đã được Mỹ ứng dụng cách đây 2 năm, tôi dùng cái từ là ứng dụng nha, chứ họ có nghĩa là họ nghiên cứu trước đó nữa rồi, và họ sử dụng để truy tìm thành viên. Như tôi nói, có những cái lúc mà những cái công cụ không có sử dụng được, và cách đây 20 năm thì chúng ta không biết rồi, lúc đó là chưa có iPhone, cho nên là tìm thành viên cũng khá là khó khăn. Nhưng còn ngày nay thấy camera nó gắn đầy đó, chứ còn ngày xưa là không có đâu, cho nên là nhiều lúc mà những cái thành viên mất tích đó, họ phải sử dụng những cái dụng cụ hoặc là những cái phương pháp mà nó ngoài chính thống, trong đó có cảm xạ học. Rồi mô tả vị trí trận địa tên lửa, rồi công tác hạn giá, tìm máy bay rơi, tìm các mỏ dầu, mỏ kim loại quý, đặc biệt là trong cái việc tìm hàng lậu. Và đây là bốn người tham gia vào những chương trình cảm xạ của Mỹ vào cái thời gian đó. Đặc biệt ở đây có ông Luis Matasian, là một người cực kỳ nổi tiếng trong việc dùng cảm xạ để ra được 2 kho báu cổ của người Inca, người da đỏ cổ ở Mỹ á, bằng cái phương pháp cảm xạ học, và mình tìm được rất nhiều vàng. Tuy nhiên là đặc biệt là những cái tư liệu quý về những người ca cổ. Rồi, và đất nước Liên bang Xô Viết cũ cũng là một quốc gia mà đi trước cả Mỹ về vấn đề này. Thật sự ra khi mà Mỹ mà bắt đầu nghiên cứu cảm xạ học là do Nga. Nga lúc đó là Liên bang Xô Viết á, thì họ nghiên cứu trước đó và họ ứng dụng sau khi mà Mỹ bị nhiều gọi là nhiều cú mà bị phát hiện ra, mà không hiểu là tại sao mà Nga họ có thể tìm được những cái điện viên của họ cài, hoặc là tìm được những cái nơi mà họ giấu tên lửa, thì họ mới nghiên cứu được rằng là Nga sử dụng cảm xạ, và lúc này họ mới bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu ứng dụng cảm xạ cho quân sự. Chứ còn Nga là xài từ thế chiến thế giới thứ nhất lần năm 67-78, họ tìm được trên 1500 giếng nước tại những cái vùng hạn hán, hoặc là biết những cái vùng đó thì sâu xa nghèo, không có những thiết bị hiện đại, mà đến đâu thì còn có mà, cho nên sử dụng cảm xạ là một cái phương pháp khá là gọi là ngon bổ rẻ. Hơn 100 mỏ dầu kim cương vàng ở Ukraine, ở Moscow, Romania thì họ sử dụng những ống dẫn nhiệt mà đi sâu dưới lòng đất. Và đặc biệt cái chiến công lớn nhất của cái nhóm cảm xạ học của Nga thời kỳ đó là tìm được cái vết tích của dạng thủy điện tại Uran, mà không có thiết bị nào vào cái thời điểm đó có thể tìm được. Và mọi người biết đại học Lomonosov là một trong những cái đại học nổi tiếng nhất của Liên bang Xô Viết, nơi đã đào tạo ra những cái nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga, hoặc là những cái nhà khoa học xuất sắc của Nga đã đưa cảm xạ học vào trong giảng dạy và được bộ giáo dục đào tạo cho phép. Thường phần lớn là các giáo sư tiến sĩ chuyên về vật lý học hoặc là sinh học thì họ nghiên cứu cảm xạ nhiều hơn. Đây là bốn cái nhà cảm xạ học nổi tiếng của Liên bang Xô Viết trong vòng 50 năm. Như tôi nói, họ có ứng dụng từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai, là chiến tranh lạnh. Cho nên cảm xạ học và ứng dụng trong quân sự là có, rất là lâu đời. Rồi, bây giờ tới cái phần lịch sử cảm xạ học Việt Nam. Thế thì thật sự ra tại Việt Nam thì đã dùng lâu đời rồi. Ở đây các em trẻ trẻ chứ có biết không, chứ còn ông bà mình hồi xưa là hay có cái phương pháp gọi là dùng cái dầm rồi treo cái gì để sự kiện lên cái dầm, sau đó hỏi gì, hỏi nhà nhà. Rồi, và với một cái bộ môn khoa học thế thì cơ sở khoa học của đạo ở đâu thì chúng ta sẽ nghiên cứu với một ông tên là giáo sư Y Brunat, thì ông này nguyên là giám đốc phòng thí nghiệm vật lý trong 28 năm, từ năm 1945 đến năm 1973, và ông đã từng là thành viên của ủy ban năng lượng nguyên tử tổng nhà khoa học rất là lớn. Sau khi nghiên cứu thì
ông đã nghiên cứu đến cảm xạ cơ sở khoa học theo lời của giáo sư Ngô Bác, thì cơ thể của con người chúng ta có 7 trung tâm tiếp nhận từ đến. Vì sao lúc đấy thì hãy làm vì sao mà với những cái chiếc đũa thùng thủy đấy mà người ta đi và người ta phát hiện ra được rằng là ở đây có hai lần trong một môn cảm xạ chúng tôi những người học trò ở đến Phương Châu thì có rất nhiều người đã có cái khả năng là đi tìm được cái lần và đặc biệt là ở Đắk Lắk. Chúng ta biết là khi người ta kinh doanh thì mình biết là khi chúng ta ở thành phố thì chúng ta không nên đi nước đâu, bởi vì sao các em mở hôm nay ra là nước phun trào à, em đâu thì nghĩ đúng không, chúng ta vẫn cảm nhận được. Nhưng mà ở khi vùng sâu vùng xa vùng mà bà con ở trên phố biết thì nếu như thiếu nước thì là sao, là thiếu sự sống, và nếu mà thiếu nước thì sản xuất và nông nghiệp không phát triển và họ không thể kinh doanh được. Do đó mà những người ở tìm kiếm mạch thiết lập cho những vùng sâu vùng xa đó thì chỉ lý cơ sở đó ở đâu, chúng ta phải hiểu với nhau rằng là tất cả mọi thứ đều nhìn dưới góc độ khoa học, nếu không nó sẽ trở thành gì ạ, huyền bí và sao ạ, mờ mờ ảo ảo nên dị đoan. Còn chúng ta nhìn nó dưới góc độ khoa học thì giáo sư Ngô Bác nói rằng là trên cơ sở con người có 7 trung tâm hoạt tính là nơi tiếp nhận những cái bức xạ của từ trời, của môi trường xung quanh, tức là nó tiếp nhận những bức xạ đó thông qua 7 trung tâm này, trung tâm lớn này. Và các trung tâm đấy là ở đâu? Thứ nhất là nơi trung tâm này, thứ hai là nơi ngót ở phía sau gáy, thứ ba là nơi quỷ tay ở chỗ này, và thứ tư là nơi vùng thắt lưng, thứ năm nơi đầu gối, rồi ở nơi móc chân và trong món trên cái. Và năm 1982 thì ông Louis Pasteur đã xác nhận cái điều mà giáo sư Ngô Bác đã phát biểu bằng một cái công cụ, đó là kính hiển vi điện tử tụ mạch. Và ông đã cho thấy là có các tinh thể nam châm thiên nhiên đang tập trung ở khu lông mày của vi, đặc biệt là khu vực giữa hai châm mày này. Trong vòng 30 năm nay, các nhà sinh vật học đấy cũng đã phát hiện ra những từ tính như vậy ở một số loài thú, chim và cá. Em biết là có cái loại con cá hồi ấy, nó sinh ra ở đâu? Nó sinh ra ở suối, sau đó thì nó ra biển, và đến khi mà nó chuẩn bị sinh nở thì nó lại quay về đâu? Nó ngược dòng và nó về đúng cái chỗ mà nó đã sinh ra. Bằng cái gì vậy? Bằng như vậy, nó cũng có những trung tâm từ tính để xác định phương hướng như thế. Và hay là cái đàn chim và di cư ấy, chim di cư ấy, mùa đông thì phương bắc lạnh lẽo, chim hàng đoàn nó di cư về phía nam. Nó di cư bằng cái gì? Nó đi bằng cái gì? Chính là nhờ cái trung tâm từ tính để nó xác định phương hướng. Vậy là chúng ta có thêm một cơ sở khoa học đó nữa của cảm xạ, đó chính là từ tiềm thức.